Thì cái lớp học này thì Linh Thùy sẽ ghi âm lại, tức là mình sẽ quay lại cái lớp học để những anh chị nào mà mình không vào được ấy thì Linh Thùy sẽ gửi cho anh chị ha. Vâng, thì bây giờ lớp học cũng chuẩn bị bắt đầu rồi thì nhiều anh chị cũng chưa có vào, thì nhiều anh chị cũng đang còn sinh hoạt cá nhân nữa đúng không ạ? Thì trước khi mà lớp học diễn ra thì vui lòng là anh chị có thể là tắt cái mic để chúng ta có thể là được trao đổi, được nghe Linh Thủy trao đổi ở trên cái lớp học này đó. Và những anh chị nào vào sau thì mình sẽ được các cái chuyên gia họ sẽ hướng, được cái bàn tư vấn sẽ hỗ trợ cho mình ha. Vâng, thì cho Linh Thùy được hỏi là trong lớp học hôm nay thì anh chị nào đã đầu tư rồi và anh chị nào chưa đầu tư? Nếu như anh chị nào đầu tư rồi thì anh chị có thể nhắn lên cái trên cái Zoom chat này luôn nè. Thì anh chị sẽ nhắn vào số 1 cho Linh Thùy để Linh Thùy được biết ha. Còn anh chị nào mà chưa đầu tư thì anh chị có thể là nhắn số 2 để Linh Thùy biết là anh chị đã đầu tư hay chưa nhé. Rồi, cũng rất là nhiều anh chị đã đầu tư rồi và một số anh chị cũng chưa đầu tư đúng không ạ? Vâng. Anh chị nào mà mình chưa tắt mic thì anh chị vui lòng tắt mic giùm Linh Thùy nhé. Rồi, ok. Thì hôm nay thì Linh Thùy cũng rất là vui là được gặp anh chị ở trên cái lớp học. Thì hôm nay thì Linh Thùy xin phép được giới thiệu. Thì mình là Linh Thùy, mình đến từ phòng quản trị vốn và rủi ro của sàn giao dịch chứng khoán DKTrade. Thì hôm nay rất là vui được đứng cái lớp học để hỗ trợ cho giúp cho anh chị có thể là tìm hiểu thêm những cái thương vụ mới để mình đầu tư. Đó. Thì anh chị cũng đã đều từng nghe qua cái câu nói nổi tiếng huyền thoại của nhà đầu tư chứng khoán lớn, đó là Warren Buffett rồi đúng không ạ? Thì cái câu nói là hãy sợ hãi khi người khác tham lam và tham lam khi người khác sợ hãi. Thì đây là một cái câu nói mà gọi là cái nó câu nói bất hủ và nó trở thành một triết lý đầu tư, và không ít các nhà đầu tư nhỏ lẻ trên thị trường chúng ta cũng đã từng biết đến. Và Linh Thùy cũng được nghe cái câu nói này cũng rất là nhiều lần rồi và cũng nghiệm thấy cũng rất là đúng đúng anh chị, và nó cũng đi đôi với trong cái quá trình mà mình tham gia đó. Thì hiện tại á thì cái thị trường đầu tư chứng khoán đó anh chị đấy, thị trường đầu tư chứng khoán của Mỹ á, thì đây là một cái thị trường lớn nhất thế giới, và hiện tại thì nó cũng gấp 1/5 giá trị vốn hóa thị trường đấy, và nhiều thị trường châu Âu nhưng mà chỉ chiếm là 1-3% thôi, và vốn hóa thị trường trên toàn cầu cũng rất là cao, và tiềm năng của thị trường chứng khoán thế giới ở đây là nó cũng nằm ở tại châu Á cũng rất là nhiều, và khó mà có thể tưởng tượng được là điều đáng sợ là đó là đầu tư vào cái thị trường chứng khoán như các cái ông trùm như là Warren Buffett này thu về hàng tỷ USD nhờ cái việc mà đầu tư vào thị trường cổ phiếu. Thì bất chấp cái việc mà thay đổi lớn trong cái bối cảnh toàn cầu thì các cái ông trùm này họ đều đầu tư những cái mã cổ phiếu cũng rất là tiềm năng đúng không ạ? Và hiện tại thì Mỹ cũng đang chiếm một cái phần
rất là lớn anh chị nhé. Anh chị thấy này, Mỹ hiện tại nó cũng đang chiếm ở là cái thị phần rất là lớn. Và tiếp đó là các cái đối thủ cạnh tranh như là Trung Quốc này. Đây, anh chị có thể thấy này, Trung Quốc này. Đấy, nó chiếm đến là 6,32 đó tỷ USD đúng không ạ? Thì trong số các thị trường chứng khoán như là Hồng Kông, đây, Hồng Kông, Trung Quốc thì cái vấn đề là nó cũng nó đạt cái vốn hóa thị trường nó rất là lớn, nó cũng chiếm là 50% trên cái thị trường đầu tư rồi. Và đầu tư chứng khoán thì nó cũng không phải là xa lạ nữa đúng không ạ? Thì ở tại Việt Nam mình thì nhờ cái sự phát triển bùng nổ của công nghệ thông tin thì cái sự ra đời ví dụ như là các cái sàn chứng khoán, giao dịch chứng khoán ở trên thị trường ở Việt Nam mình cũng rất là nhiều, thì mọi người ở đây cũng có thể là dễ dàng và tiếp cận những cái thông tin của thị trường, cũng chỉ cần là chiếc điện thoại đó là đã kết nối anh chị có thể là lên mình có thể là giao dịch ở trên cái thị trường này được rồi đó. Và vậy thì làm như thế nào để có thể kiếm tiền ở tại thị trường chứng khoán và đầu tư ở đâu? Thì hôm nay thì Linh thì sẽ hỗ trợ cho anh chị nói sơ qua về một chút về cái sàn giao dịch chứng khoán DKTrade. Vì trong Zoom thì Linh thì nghĩ là chắc chắn là cũng có nhiều anh chị đã đầu tư rồi và cũng có một số anh chị cũng chưa đầu tư. Nên là Linh thì sẽ giới thiệu sơ qua về cái thị trường này cho anh chị ha. Thì DKTrade là một cái sàn môi giới Forex và các cái CFD, nó có trụ sở tại là Vincent and Garden và được cấp giấy bởi các cái cơ quan, cấp giấy phép bởi các cái cơ quan dịch vụ ở tại quốc đảo này. Đó thì DKTrade thì thường thường thì cung cấp cho các khách hàng thì rất là nhiều cái sản phẩm để anh chị có thể là tham gia đầu tư, đó là sản phẩm như Forex này, chỉ số, cổ phiếu, hàng hóa, rồi tiền điện tử, vân vân. Thì anh chị có thể là tham gia vào cái thị trường này và được sự hỗ trợ cũng rất là nhiều anh chị support đúng không ạ? Nhờ anh chị tư vấn viên và anh chị hỗ trợ cho anh chị. Đấy, thì đấy thì chúng ta luôn luôn đặt ra những cái câu hỏi đó là mình đầu tư ở đâu và đầu tư cái gì? Thì trong cái bối cảnh mà tình hình dịch bệnh như thế này này thì nó cũng đã trở thành một cái nỗi ám ảnh cho người dân trên toàn thế giới rồi. Và ở Việt Nam mình thì tình hình dịch bệnh cũng đang rất là phức tạp đúng không anh chị? Đấy, thì anh chị vui lòng là mình không nên là vẽ ở trên cái lớp học anh chị nhé. Đấy, thì cái vấn đề ở đây á là cái việc mà nhiều anh chị vẫn đi tìm lăn tăn đi tìm những cái sàn giao dịch uy tín để tham gia, thì DKTrade cũng là một cái người bạn đồng hành cùng anh chị để tham gia vào cái thị trường này. Thì anh chị có thể là tạo một cái tài khoản rất là đơn giản, chỉ cần là mình có cái chứng minh nhân dân và cái email của mình để mình có thể là tham gia, mình tạo được một cái tài khoản được rồi. Và anh chị sẽ nhờ những cái bạn support, bạn ấy sẽ hỗ trợ cho anh chị để cho anh chị có thể là mình tạo một cái tài khoản và giao dịch an toàn anh chị ha. Đó. Và nhiều anh chị đây, một số anh chị vẫn chưa tắt mic, để lên thì tắt mic nhé. Đấy, anh chị vui lòng tắt mic lên dùng lên thì ha để mình có thể là trao đổi mình nói chuyện cho nó dễ. Đấy, thì cái thị trường này á, thì anh chị cũng có thể là mình đầu tư rất là đơn giản ạ. Mình chỉ cần là tham gia vào sàn giao dịch chứng khoán thì anh chị có thể thấy rằng là sàn DKTrade là một cái sàn rất là uy tín. Anh chị có thể là mình vào cái WKFX á, thì anh chị có thể là gõ cái tên sàn giao dịch của chứng khoán của chúng ta ra là DKTrade, thì anh chị có thể là thấy cái đánh giá, cái điểm đánh giá của anh chị ở trên WK để anh chị có đủ cái niềm tin hơn để khi mà anh chị đầu tư vào sàn. Đấy, thì thị trường chứng khoán Mỹ thì nó đem lại nhiều cái tiềm năng và lợi nhuận đúng không ạ? Thì ngày hôm nay thì Linh Thùy cũng thấy là nhiều anh chị cũng đã đầu tư cho những cái công ty tập đoàn rất là lớn để mình có thể đầu tư, thì thị trường này nó cũng có cái khối lượng giao dịch rất là lớn và đầu tư vào cổ phiếu của Mỹ thì luôn luôn là hấp dẫn và nhiều cái lợi nhuận ấy. Đấy, và hiện
Hiện nay thì cái cổ phiếu nó lại là vô cùng đơn giản, nên chỉ cần là mình đầu tư, chỉ cần đặt lệnh tham gia giao dịch thôi, thì nhanh chóng cái lệnh của mình nó được khớp lệnh và nó được thực hiện, mình mua được vàng rồi. Và trong tháng 8 vừa rồi á thì anh chị cũng được là mình trong tháng 8 vừa rồi được là đã trải nghiệm được những cái thương vụ, ví dụ như là Apple này, Pepsi này, Lockheed Martin này, rồi Moderna vân vân đó, và những cái thương vụ này cũng giúp được rất là nhiều anh chị có thể kiếm lợi nhuận đáng kể rồi, đúng không ạ? Và cũng nhiều anh chị cũng hỏi Linh Thùy là tại sao các nhà đầu tư ở Việt Nam và ở trên thế giới là họ lại chọn đầu tư vào cái thị trường chứng khoán quốc tế. Thì cũng đơn giản thôi anh chị, thì khi mà mình đầu tư vào cái thị trường này thì chắc chắn là anh chị cũng mong muốn là mình sẽ chọn được những cái sản phẩm mà mình yêu thích, đúng không ạ? Đấy, nhiều anh chị vẫn không có tắt cái mic dùng lên Thùy. Đấy, thì nhiều anh chị cũng hỏi lên Thùy là tại sao là mình lại đầu tư vào thị trường chứng khoán quốc tế. Đó, thì tại vì thị trường này nó có rất là nhiều cái cổ phiếu tiềm năng thôi. Đó, và anh chị có thể đầu tư lựa chọn những cái sản phẩm mà mình lại yêu thích. Đó, và đơn giản hơn nữa đó là anh chị có thể là giao dịch trong và ngoài giờ hành chính, nó phù hợp được với rất là nhiều nhà đầu tư, đúng không ạ? Và cái mức độ thanh khoản ở cái thị trường chứng khoán quốc tế thì nó rất là nhanh, nhanh hơn ở thị trường chứng khoán Việt mình rất là nhiều. Đó là T cộng 0, tức là mình có thể là giao dịch thanh khoản trong ngày luôn. Và thị trường ở đây thì nó cũng có tính là minh bạch. Anh chị nhé, nó có tính minh bạch. Đó, và anh chị có thể là tìm bất cứ một cái mã sản phẩm nào thì anh chị cũng có thể là mình có thể lên những cái trang uy tín, ví dụ như là Investing này. Đó, để mình có thể là check thông tin, đúng không ạ? Đấy, để cho anh chị có thể là mình có thể là thấy được là cái độ uy tín của sàn này, của sản phẩm này. Đó. Và hôm nay thì Linh Thùy cũng xin phép là giới thiệu cho anh chị một cái mã cổ phiếu cũng rất là gần gũi và thân thiện đối với các anh chị nhà đầu tư. Đó là một cái thương vụ đó, Coca-Cola. Đấy. Thì cái thương vụ này á, thì anh chị cũng biết nó cũng rất là gần gũi đối với anh chị, đúng không ạ? Đấy, thì tên công ty là Coca-Cola Company, đó, quốc gia thì ở Hoa Kỳ, và mã cổ phiếu này là KO, mã niêm yết trên MT4 là KOUS ạ. Lĩnh vực kinh doanh thì công ty sản xuất chẳng như là nước nước giải khát này, có ga và không có ga. Đấy, thì giá cổ phiếu hiện tại niêm yết ở trên sàn đó là 51 đô trên một cổ phiếu. Đó, và giá CFD anh chị mua đó là 2,55 đô trên một cổ phiếu ạ. Đấy, thì Linh Thị xin phép nói sơ qua về cái công ty Coca-Cola. Thì Coca-Cola được phát minh bởi cái dược sĩ là John Stith Tâm Tân, chủ của một cái phòng thí nghiệm và hiệu thuốc tư nhân. Thì công ty Coca-Cola cũng chịu trách nhiệm là sản xuất cái phần chất lỏng cô đặc ấy. Phần này là nó sẽ bán cho các cái công ty nhà máy đóng chai như Coca-Cola ấy, có cái giấy phép kinh doanh trên khắp thế giới. Và thương hiệu của Coca-Cola thì luôn luôn là thương hiệu nước ngọt và bán chạy hàng đầu. Đó, và tất cả mọi người trên thế giới thì đều rất là yêu thích Coca-Cola, đúng không ạ? Và một trong những cái loại nước uống hấp dẫn của các cái tập đoàn khác. Đấy. Và các cái quảng cáo tiếp thị của Coca-Cola thì nó bắt đầu với cái biểu tượng nước uống là Coca-Cola, và trên cái như anh chị thấy là nó vải dầu ở các cái mái hiên này, hoặc là các tiệm thuốc ở Việt Nam mình hay đi ngoài đường mình cũng có thể thấy đó, thì nó cũng đặt rất là nhiều. Đấy, có thương hiệu cũng rất là nhiều ở trên thị trường. Và Coca-Cola không chỉ là các cái nước ngọt, mà nó là có mà nó cả ví dụ như là nó có thêm những cái sản phẩm về nước uống. Đấy, từ những cái vấn cái việc đó là cái biểu tượng của Coca-Cola thì nó khiến cho cái thương hiệu này trở thành là những cái thương hiệu được yêu thích nhất trên thế giới. Và nhiều anh chị này cũng biết được là khi mà mình đầu tư thì mình sẽ
đầu tư vào những cái đơn vị, những cái tập đoàn lớn mà mình biết đến, đúng không ạ? Tại vì khi mà mình đầu tư mà mình không biết cái công ty ở đó nó nằm ở đâu, nó như thế nào, thì anh chị có chắc chắn là anh chị có dám đầu tư không ạ? Chắc chắn là không, đúng không ạ? Thì khi mà nói đến Coca-Cola thì chắc chắn anh chị là ai cũng biết đến sản phẩm này. Đấy, và hôm nay Liên Thùy giới thiệu lại sản phẩm cái mã cổ phiếu Coca-Cola thì anh chị cũng ok, đúng không ạ? Đó. Thì tại sao mà chúng ta lại đầu tư vào tại thời điểm này? Thì Coca-Cola thì từ đâu đời là nó phục vụ tốt cho các nhà đầu tư trên phương diện là cổ tức, đúng không ạ? Thì cái cổ phiếu ngành tiêu dùng thiết yếu này nó đã tăng cái tỷ lệ trong 58 năm liên tiếp, và nó đã chi trả là 395 khoản cổ tức kể từ năm 1920 cho đến nay. Và một trong những cái nhà đầu tư nổi tiếng nhất của Coca-Cola đó chính là Warren Buffett, đúng không ạ? Và chỉ riêng trong năm ngoái thôi thì nó đã có hơn 400 triệu cái cổ phiếu của Coca-Cola rồi. Đó, và nó cũng được rất là nhiều nhiều nhà đầu tư họ họ để ý đến, tại vì cái cổ phiếu này thì nó có cái mức độ là nó tăng trưởng rất là tốt anh chị ạ. Trời ơi, con ơi là con. Học Và ABC là cái gì? Học quá trời nhiều rồi. nhiều anh chị cũng tham gia mà con cái cũng mệt ha. Để Linh Thùy tắt cái mic đi. Nhiều anh chị vào sau thì Linh Thùy không tắt hết được. Rồi, sorry anh chị nhé. Thì nó cũng hơi ồn đúng không? Thì đó, bên cạnh đó thì cái công ty nó cũng chia cổ tức, trả cổ tức cũng rất là cao. Thì cái việc Coca-Cola là một trong những cái thương hiệu không bị ảnh hưởng bởi cái sự tàn phá của hai cái đợt dịch vừa rồi. Thì anh chị nhớ là cái đợt dịch vừa rồi của cổ phiếu Của Coca-Cola năm từ tháng 2, đúng không ạ? Thì dịch cổ phiếu Coca-Cola với các cái sản phẩm khác thì nó cũng giảm, và sau cái đợt dịch thì nó cũng đã tăng trở lại. Và đó cũng là cái dấu hiệu để chứng minh được cái khả năng tài chính vững vững mạnh của thương hiệu này, và cũng là minh chứng cho cái thương hiệu trong cái việc là xây dựng cái hình ảnh chắc chắn và trong cái lòng người tiêu dùng. Và hiện nay thì các anh chị nhà đầu tư cũng thấy là ngoài cái sản phẩm mà Coca-Cola khá quen thuộc này, thì chắc anh chị cũng biết được là các cái tin tốt mà cho nhà đầu tư thấy là cổ tức và các cái chuỗi tăng trưởng của cổ tức này nó có thể là duy trì được, thì Coca-Cola nó cũng nắm giữ gần là 17,6 tỷ USD và thanh khoản công ty vẫn có lãi, đúng không ạ? Và điều này thì cho phép thì các cái trang trải chi phí của công ty ấy, thì hàng năm thì nó chỉ hơn là 7 tỷ USD thôi, và cái sức mua của Coca-Cola nó cũng rất là mạnh. Đấy, thì đây anh chị thấy này. Đấy, Coca-Cola cũng có cái sức mua rất là mạnh. Thì một đây là một trong những cái công ty mà được tỷ phú Warren Buffett cũng rất là yêu thích, đúng không ạ? Nó nằm trong cái danh mục đầu tư của ông, và công ty này có cái mức chi trả cổ tức cho các nhà đầu tư là đều đặn, thì anh chị có thể thấy nhé. Đây, cái mức chi trả này từ năm 2016 đến giờ thì anh chị thấy ha, từ 0,35 phần trăm cho đến nay thì nó vẫn tăng dần đều, đúng không ạ? Đến năm 2018 thì nó tăng lên đến 0,39, đó, đến năm 2019 thì nó tăng lên là 0,4 rồi, và qua năm 2020 thì mức cổ tức nó đã tăng lên đến là 0,41 phần trăm. Đấy, thì đây là chứng tỏ cái dấu hiệu là cái công ty này nó cũng làm ăn phát đạt, nên là cái mức chi trả cổ tức thì nó cũng tăng dần đều. Đó, nó tăng dần đều theo các quý và các năm luôn. Đấy. Nhiều công ty thì khi mà chi trả cổ tức á, thì nếu công ty mà làm ăn không tốt thì nó có thể là dẫn tới là cái cổ phiếu nó sẽ giảm, và khi mà giảm thì cái cổ tức của công ty đó nó cũng sẽ giảm thôi. Nhưng mà đối với công ty Coca-Cola thì nó không không có như thế anh chị ha. Đấy, còn qua về cái phân tích đó, cái đồng thần chung ấy. Đấy, thì cái tuần vừa rồi thì mặc dù là các cái ngành công nghệ vừa rồi á nó cũng down, nhưng mà những mã cổ phiếu phòng thủ như là Coca-Cola nó vẫn tăng nhẹ anh chị nhé. Đấy, thì anh chị ấy này, kết thúc cái phiên vừa rồi thì cái cổ phiếu của Coca-Cola thì nó tăng là 51 đô. Đấy, nó có tăng nhẹ anh chị ha.
Và cái theo cái mức phân tích đây, theo phân tích của 21 nhà phân tích này đấy, thì Coca-Cola thì sắp tới thì nó sẽ tăng đây, đấy là 53 đô trên một cổ phiếu. Đây là trung bình thôi anh chị ha. Và cái mức hướng tới đó là cái mức tăng trưởng là đó là lên lên đến là 55 đô trên một cổ phiếu. Đó. Và anh chị biết là cái định cụ của Coca-Cola nó cũng rất là cao, đó là 60 đô trên một cổ phiếu. Thì cái này thì anh chị có thể là đầu tư ở đây thì theo cái nhu cầu của nhà đầu tư thôi. Ví dụ như là vốn ít thì mình sẽ đầu tư ít, thì mình đầu tư theo cái thời điểm là thời gian là ngắn hạn đúng không ạ? Đấy, còn vốn nhiều thì mình có thể trung bình thì có thể ví dụ như có thể là đầu tư từ 3 đến 6 tháng thì mình có thể đầu tư mức trung bình, đó, trung hạn. Đấy, từ 3 đến 6 tháng, còn dài hạn thì mình đầu tư có thể là đầu tư 1 đến 2 năm. Cái này là tùy theo vốn đầu tư của các anh chị. Và theo cái những cái phân tích kỹ thuật ấy, đấy thì anh chị thấy là cái mức mua này, đấy. Cái mức mua này, các cái chỉ số kỹ thuật phân tích thì mức mua nó rất là mạnh. Đó, trong cái thời gian vừa rồi thì nó rất là mạnh đúng không ạ? Và cái mức bán ra thì nó là bằng không anh chị ha, nó không có cái sự bán ra, tại vì sắp tới thì nó đã nó có cái lịch đó là chi trả cổ tức đúng không ạ? Vào ngày 14 tháng 9 năm 2020 anh chị này. Đấy, nên là trong cái giai đoạn khi mà cổ phiếu nó chi trả cổ tức thì nó sẽ tăng trưởng anh chị nhé, tăng trưởng rất là tốt luôn. Đấy, như anh chị nói thì Coca-Cola thì nó cũng giống như Pepsi đúng không ạ? Đó thì nó cũng là một cái sản phẩm về nước uống đấy, thì nó cũng rất là tốt. Thì để anh chị để Linh thì xem là các anh chị có nhắn gì ở trong này đấy. Hôm Pepsi hôm trước lợi nhuận ok, Coca đòn bẩy bao nhiêu? Dạ, Coca đòn bẩy là 1/5, 1/20 anh chị nhé. Đấy, trong thời gian này là Coca đòn bẩy là 1/20. Thanh Nguyên họ có hỏi là nạp rút bên mình có nhanh không chị? Dạ thì nạp rút ở bên sàn thì rất là nhanh anh chị ạ. Mình có thể là thanh khoản trong ngày luôn. Đó thì anh chị có thể đặt lần rút trong ngày thì tiền nó sẽ về tài khoản của mình luôn anh chị ha. Thu Huyền, mình giao dịch như thế nào hả em? Dạ thì cái này cũng đơn giản chị ạ, chị Huyền ạ. Thì đơn giản thôi, chị có thể là mình tạo một cái tài khoản ở bên sàn DKJ và sau đó thì anh chị có thể là nạp nạp vốn của mình vào trong tài khoản. Đó, mình chuyển tiền vào trong tài khoản và mình tham gia giao dịch. Thì giao dịch thì cũng đơn giản là mình sẽ đặt cái số lượng cổ phiếu của mình để mình có thể là mình mua thôi. Đấy. Ví dụ như với số vốn của chị thì mình sẽ được tư vấn là mua bao nhiêu cổ phiếu. Đó, và khi nào thì có lợi nhuận thì cái này thì anh chị cũng sẽ được các bạn tư vấn sẽ hỗ trợ cho anh chị. Anh Phước có hỏi là tại sao lại đầu tư vào mã chia cổ tức Thế Thùy? Thì như Linh Thùy cũng đã nói rồi anh Phước à, thì trong cái quá trình đầu tư thì Linh Thùy được biết thì nhiều anh chị thì quan tâm đến thị trường về cổ phiếu này, cũng nhưng mà cũng nhiều anh chị cũng quan tâm đến thị trường về Forex. Thì hầu như thì Linh Thùy đều khuyến nghị nhiều anh chị nhà đầu tư là mình nên đầu tư vào cổ phiếu. Thứ nhất là nó an toàn. Đó, thứ hai là nó đảm bảo cái lợi nhuận cho nhà đầu tư. Đó, tại sao Linh Thùy nói là nó an toàn đảm bảo ạ? À? Tại vì anh chị thấy đấy, thì như cổ phiếu của Coca-Cola thì từ đầu năm đến giờ hoặc là từ thời điểm là năm 2016 đến giờ anh chị có thấy không ạ? À? Thì cổ phiếu Coca-Cola nó vẫn tăng trưởng đều đúng không ạ? À? Đây này, cái lợi tức anh chị nhìn bên này anh chị cũng thấy này, nó tăng dần đều. Và khi mà cái mức độ anh chị đầu tư vào á thì nó là cái lợi nhuận của anh chị. Thứ nhất, nếu như mà đầu tư vào cái mã cổ phiếu mà nó tăng trưởng tốt thì anh chị có thể là mình sẽ đầu tư vào cái mã đó là hưởng cái lợi nhuận tăng trưởng. Còn nếu như anh chị nào đầu tư vào mã cổ phiếu mà nhận lợi nhuận về nó chậm, nó đều, nhưng mà giống như kiểu là mình đi gửi ngân hàng á anh chị. Mình gửi ngân hàng ấy thì mình có thể là đầu tư vào những cái mã cổ phiếu nó tăng tăng trưởng nó đều thôi. Đó, và anh chị có thể là nhận lợi nhuận từ cái việc là cổ tức cộng thêm giá trị tăng trưởng. Và đầu tư vào những cái mã cổ phiếu này thì chắc chắn là anh chị sẽ có lợi nhuận tốt ạ. À. Tại vì trong cái thời điểm mà anh chị biết là sắp đến ngày nó chi trả cổ tức thì hầu như những mã cổ phiếu mà sắp đến ngày chi trả cổ tức á, thì nó đều tăng anh chị ha. Đấy, để Linh Thùy mở cái biểu đồ cho anh chị xem này. Đây, biểu đồ đang sắp tới để Linh Thùy lắp.
Đây, Linh Thùy sẽ vào cái trang web để Linh Thùy tìm cái mã cổ phiếu của Coca-Cola luôn anh chị ha. Mình có thể là gõ cái mã cổ phiếu là KO thì Linh Thùy đã gõ sẵn rồi. Đấy. Và mình sẽ mở cái biểu đồ kỹ thuật này anh chị. Đến chỗ máy đi qua chỗ chỗ cô đấy không có bạn à? À, anh chị nào vẫn còn âm này. Rồi, đây là biểu đồ của, để Linh Thùy xóa cái này luôn. Thì anh chị vẽ lên trên cái lớp học. Rồi anh chị ha. Đây, đây là cái biểu đồ của Coca-Cola. Anh chị để ý nhé. Thì đây, cổ phiếu của Coca-Cola. Từ đầu năm đến giờ đúng không ạ? Đây, từ tháng 3 sau cái đợt dịch này anh chị thấy thời điểm dịch bệnh này, Covid xảy ra này, thì cái cổ phiếu của Coca-Cola nó giảm rất là mạnh đúng không ạ? Đấy, nó giảm sâu xuống đến là 36 đô trên một cổ phiếu này anh chị. Và nó tăng lên lại từ cái thời điểm tháng 3, nó bắt đầu nó tăng lên lại. Đấy, bạn chị thấy này, nó cái nhịp tăng của nó này, tăng giảm đúng không ạ? Đây, nó tăng nó giảm. Đấy, cứ lên xuống thì cái xu hướng của nó đi đó là thị trường mua vào và bán ra đúng không anh chị? Và có tăng thì vẫn có giảm thì anh chị thấy nhá. Đây, cái trend này anh chị. Đây, anh chị thấy ha. Đó, cái đáy sau này nó thấp hơn đáy trước. Đó, và cái đáy sau thấp hơn đáy trước. Và cái cạn này anh chị để ý gì nè. Anh chị để ý đúng không ạ? Thì cái vùng cái cạn này này nó cứ tăng lên, sau nó giảm xuống và nó tăng lên, nó bật lên, nó giảm xuống và cứ như thế trong cái điểm là mấy tháng nay. Thì hôm ngày mùng 2 tháng 9 ngày lễ thì cái cổ phiếu của Coca-Cola nó có sự bứt phá, thì chắc là lễ nên là mọi người ở Việt Nam mình thôi nha, Linh thì nói vui thôi, ở Việt Nam mình thôi thì cái cổ phiếu được tăng lên đấy ở cái mốc là 51 đô trên một cổ phiếu, và cái phiên sau thì nó có điều chỉnh, nó giảm lại. Thì đây là cũng là cái chứng tỏ, cái dấu hiệu là anh chị thấy này, thì khi mà cái cổ phiếu mà nó đã vượt qua cái cản này rồi thì nó sẽ tăng rất là mạnh anh chị ha. Anh chị cứ để ý mà xem. Đó, khi mà cổ phiếu đã vượt qua rồi, đây này, nó chạm cản này. Anh chị để ý không ạ? Đấy, thì nó tăng rất là mạnh. Thì đây, anh chị mở biểu đồ 5 cho anh chị xem này. Tháng chứ. Anh chị thấy không ạ? Đây, cái cổ phiếu này nó đó, nó đã qua được cái cản này rồi thì chắc chắn là nó sẽ cái mức hướng tới là sắp tới là nó cũng sẽ rất là mạnh anh chị nhé. Đấy, nó sẽ quay về cái đỉnh cũ của nó đó, trong thời gian tới thôi. Đó, nếu như anh chị nào đầu tư dài hạn thì chúng ta có thể là mua cổ phiếu mình để đó thôi. Mình để đó mình có thể đi chơi hoặc làm việc thoải mái. Đầu tư thì mình nên là có một cái tư duy đầu tư nhàn anh chị ha. Đó, để làm sao để giúp cho anh chị có thể là có lợi nhuận. Nhiều anh chị vẫn có thời gian thì mình có thể đầu tư lướt sóng cổ phiếu. Đấy. Thì Linh Thùy vẫn khuyến nghị anh chị nên đầu tư vào để mình trong thời gian tới, thì ngày 14 này thì nó đã chi trả cổ tức rồi, nên là nếu như anh chị nào nắm giữ trong cái thời điểm này thì Linh Thùy chắc chắn là nó sẽ tăng mạnh trong cái thời gian tới. Và mức khuyến nghị ở đây nó sẽ tăng lên đến cỡ khoảng là 3 đến 5 giá trong giai đoạn gần đây sắp tới anh chị ha.
Đó, để anh chị có thể là có một cái mức lợi nhuận từ cái giá trị tăng trưởng, và trong cái thời gian dài hạn thì anh chị có thể là mua vào và mình chờ đến có thể là tăng đến cái vùng giá cũ đó là 60 đô trên một cổ phiếu thôi. Đấy, thì ở đây thì Linh Thùy cũng đã nói tại sao mà mình nên đầu tư, mình nên đầu tư là như thế. Để xem tiếp những cái câu hỏi của anh chị ha. Anh chị có những cái câu hỏi nào thì mình cứ nhắn lên ở trên cái khung chat nhé, để Linh Thùy có thể là trả lời anh chị. Mã này cổ tức như thế nào? À dạ, thì giống như lúc nãy thì Linh Thùy cũng có nói đây. À, mã này kia cổ tức là 0.41 đô chị ha. Hàm Thành Long, các mã cổ phiếu lại tăng giảm vậy, thì giống trong cái thời điểm là tuần vừa rồi á, thì cả thị trường nó đều biến động và nó đều đều giảm đúng không ạ? Ngay kể cả cổ phiếu và các cái cặp forex thì nó cũng đều giảm luôn. Thì đây là tình hình chung thôi. Đấy. Thì cái việc mà nó giảm ở đây thì anh chị cũng biết là nếu như mà anh chị nào mà có tham gia vào lấy thì anh chị sẽ thấy là mình nếu như mà mình không biết cách quản trị vốn và mình có thể là chốt lỗ ngay thì anh chị có thể dẫn đến là nó sẽ không an toàn cho tài khoản của mình. Nhưng mà nhiều anh chị lại chờ, giống như cái câu nói của Warren Buffett ấy, thì hãy sợ hãi khi người khác tham lam và hãy tham lam khi người khác sợ hãi. Thì nhiều anh chị trong cái thời điểm này anh chị sợ đúng không ạ? Thì anh chị có thể là không dám đầu tư vào cái cổ phiếu này, và anh chị đợi cho nó tăng trưởng trở lại thì anh chị mới mua. Thì đó cũng là một cái điểm mà nhiều nhà đầu tư thì họ cũng vẫn suy lần như thế thôi. Nhưng mà nhiều người, ví dụ như những người đầu tư lớn thì họ sẽ chọn những cái cơ hội như thế này để họ đầu tư vào. Thì anh Phúc Anh có hỏi là tuần này Coca-Cola và Apple có lên lại không chuyên gia? Dạ, thì anh Phúc Anh ơi, thì chắc chắn là bất kỳ một cái mã cổ phiếu nào khi mà nó giảm thì nó vẫn tăng trưởng trở lại anh chị nhé. Và trong thời điểm này á, thì các mã cổ phiếu nó đều giảm và nó giảm mấy phiên vừa rồi là rồi. Nên là qua tuần này thì chắc chắn là các mã cổ phiếu nó sẽ tăng lại thôi. Đó, mình chỉ cần là mình đợi có tín hiệu của bên các chuyên gia phân tích kỹ thuật hỗ trợ cho anh chị nhé. Apple ta sẽ tăng lại nhanh thôi. Tài khoản cần bao nhiêu? Anh Hoàng Anh Nguyễn, tài khoản cần bao nhiêu để có thể đầu tư mua cổ phiếu đợt này? Dạ, thì cái này thì tùy theo nguồn vốn đầu tư của anh chị, có thể là 5.000, 10.000, có thể là 20.000 hoặc 50.000, tùy theo số vốn đầu tư của anh chị ha. 20.000 đô đấy, chứ không phải là 20.000 đồng anh chị nha. Thì 10.000 thì mua được bao nhiêu cổ phiếu? Thùy, dạ, thì để Thùy chia sẻ thêm luôn cho anh chị nhé. Thì cái khuyến nghị đầu tư trong thời điểm này á, thì cái khuyến nghị đầu tư cho anh chị đó là cái giá cổ phiếu hiện tại này là 51 đô trên một cổ phiếu đúng không ạ? Đấy, Linh Thùy cập nhật vào ngày 7 tháng 9 này, thì vừa rồi ngày hôm nay thôi. Và giá của thị trường CFD hiện tại là đòn bẩy là 1/20, thì anh chị phải mua vào ở cái giá là 2,55 đô trên một cổ phiếu. Và cổ tức đó là nó rơi vào là 0,41 đô trên một cổ phiếu. Nó chia vào cái ngày này anh chị ha, và nó chia là 0,41 đô trên một cổ phiếu vào ngày 14 tháng 9. Vốn khuyến nghị đầu tư thì có thể là anh chị đầu tư là 10.000, 20.000, cái này là tùy. Thì riêng cái bài toán lợi nhuận này thì Linh Thùy hướng là anh chị đầu tư là 10.000 anh chị ha. Đấy, thì anh chị nắm giữ 1.000 cổ phiếu thì anh chị nhân với là cái giá đó là 2,55 đô, thì anh chị mua hết là cái số tài khoản của mình đó là 2,55 đô, 2.555 đô. Đó, thì cái vốn còn lại của anh chị đó là 10.000 đô. Đó, thì anh chị trừ cho cái số mà anh chị mua thì nó còn lại là 7.450 đô. Thì đây là cái vốn để chịu giá biến động thị trường, và anh chị có thể là lướt sóng ví dụ như là các cái cặp forex này hoặc là vàng dầu anh chị nhé. Và cái mức chịu đựng rủi ro thì anh chị có thể lấy cái số vốn của mình và chia cho cái số lượng cổ phiếu thì nó sẽ ra cái mức chịu giá của mình ạ. Và cái kỳ vọng tăng trưởng thì theo đánh giá của các chuyên gia ở DKT ấy, thì Coca-Cola nó có thể tăng lên đến là nó trong thời gian ngắn thì anh chị có thể là mua ở cái giá là 51 đô đúng không ạ? Thì nó có thể tăng lên 55, 56 đô, thì có thể là tăng 5 giá trong cái thời gian ngắn hạn.
và Coca-Cola cũng có thể là tăng từ 51 đến 60 đô. Như cái định cũ của Coca-Cola ấy, thì nó có thể tăng là ở đây là 10 đô thôi. Nhưng thì chưa sửa là cái chỗ này nhé. 10 giá thôi. 10 giá 10 đô trên một cổ phiếu thôi. Và trong cái thời gian dài hạn anh chị ha, mình có thể đầu tư trung hạn hoặc dài hạn. Đó, và lợi nhuận từ cái việc mà đầu tư giá trị tăng trưởng này á, thì anh chị có thể lấy cái số lượng cổ phiếu mà anh chị mua vào ấy. Đấy, cái số lượng mà mình mua cổ phiếu ấy, đó là 1.000 cổ này, anh chị nhân với cái số lượng giá trị tăng trưởng, tức là nó tăng một giá thì mình có thể là nhân lên 1 thì mình sẽ có 1.000 đô, nhưng mà nó tăng 3 giá thì mình nhân lên 3 giá thì mình sẽ có là 3.000 đô rồi. Ở đây thì Linh Thủy tính cho anh chị là bài toán là nó tăng 5 giá thì anh chị đã có 5.000 đô và tăng 10 giá thì anh chị đã có 10.000 đô rồi anh chị nhé. Và cái lợi nhuận từ cổ tức thì anh chị có thể lấy là cái số lượng cổ phiếu của mình ạ. Và anh chị nhân cho 0,41 đô trên một cổ phiếu thì anh chị sẽ có là 410 đô. Đó. Và cái tổng cái lợi nhuận ấy thì nó rơi vào là 5.000 đô. Anh chị cộng cái lợi nhuận này này. Đấy, 5.000 đô cộng với là cái lợi nhuận cổ tức thì anh chị có là 5.410 đô. Đó là cái tổng lợi nhuận của anh chị. Còn tùy theo cái mức vốn đầu tư của anh chị thì ví dụ như anh chị muốn đầu tư với mức vốn bao nhiêu thì anh chị có thể là được các cái bàn tư vấn hỗ trợ cho anh chị, có thể là tư vấn cái số lượng cổ phiếu mua. Đó. Và trong quá trình mà anh chị tham gia thì anh chị sẽ có thêm chuyên gia và các bạn chuyên viên về kỹ thuật ấy, sẽ hỗ trợ cho anh chị có thể là tham gia giao dịch và có lợi nhuận tốt trong thời điểm này anh chị nhé. Tài khoản 10k thì mua bao nhiêu cổ phiếu thì vừa rồi là Linh Thùy vừa trả lời cho anh Phúc An rồi ha. Tiếp theo đó là tài khoản VIP bên mình thì là bao nhiêu. Tài khoản VIP thì bên em thì là tài khoản từ bắt đầu từ 10.000 trở lên là đã là tài khoản VIP rồi ạ. Và tài khoản này thì anh chị sẽ được hưởng những cái quyền lợi rất là tốt. Ví dụ như là anh chị sẽ được cái tài khoản đuôi round này. Rồi tiếp theo đó là anh chị có thể được hưởng những cái quyền lợi, ví dụ như là được miễn phí qua đêm này, rồi được giảm cái mức phí giao dịch của anh chị đó. Và tài dự kiến đến ngày chia cổ tức mã này còn tăng không Thùy? Dạ anh Đức ơi, thì dự kiến đến ngày chia cổ tức á, thì bây giờ giá nó cũng chỉ có là đó là 51 đô thôi, và nó sẽ dự kiến nó sẽ tăng lên anh Đức nhá, nó sẽ tăng lên đến là 55 đến 56 đô anh Đức ạ. Và mình có thể là mua ngay từ thời điểm này để mình có thể là đầu tư theo cái giá trị tăng trưởng đó. Và giờ đầu tư còn kịp không bạn? Chắc chắn là vẫn còn kịp anh ạ, tại vì bây giờ giá thì nó vẫn còn rất là rẻ luôn à, tại vì đây là một cái mã cổ phiếu giá nó cũng rẻ anh ạ. Mình có vốn anh Thanh Nguyên, mình có vốn ít thì có thể đầu tư được không ạ? Dạ thì lúc nãy thì Thùy cũng đã có trả lời đấy chị ạ. Thì tùy theo cái nguồn vốn của mình để mình có thể là mua số lượng cổ phiếu nó phù hợp đó. Thì ở trong cái thị trường đầu tư thì anh chị cũng được biết rồi đấy đó, thì mình đầu tư với vốn càng lớn thì mức độ an toàn của anh chị càng cao, thì nó sẽ đi đôi với lợi nhuận cao anh chị nhé. Còn vốn nhỏ thì mình sẽ đầu tư như thế nào cho nó an toàn, nó hợp lý và cái mình vẫn đảm bảo được cái lợi nhuận cho mình. Đấy, thì hiện tại vừa rồi thì Linh Thùy cũng đọc được rất là nhiều cái thông tin, ví dụ như là nhiều anh chị đó thì cũng vẫn đã đi gửi tiền tiết kiệm đúng không ạ? Mình gửi tiền tiết kiệm hàng tháng này, hàng năm này. Đấy, thì cái vấn đề ở đây là cái mức lợi nhuận tăng trưởng thì mức lợi nhuận thì nó cũng không bao nhiêu cả. Nhưng mà khi mà được tư vấn về thị trường chứng khoán quốc tế thì anh chị cũng đã ngồi ra rất là nhiều. Và anh chị nghĩ là gửi tiết kiệm thì nó sẽ không bằng thị trường cái việc lĩnh vực về đầu tư. Thì anh chị chuyển qua cái kênh đầu tư về thị trường chứng khoán quốc tế và mua cổ phiếu và mình để dành. Đúng không ạ? Nhiều anh chị đi gửi vài 300 triệu ở trong ngân hàng thì một năm như thế thì tính trung bình thì lãi suất của ngân hàng thì một năm như thế tầm cỡ khoảng là 7-8% đúng không ạ? Và cũng rất là nhiều người thì cũng có tư duy đầu tư tốt hơn, có thể đã đầu tư vào cổ phiếu, đầu tư vào thị trường về bất động sản này, đầu tư có thể là đầu tư những cái danh mục khác đó, nhà hàng, khách sạn, vân vân. Anh chị có thể là kinh doanh, nhưng mà trong cái thời điểm này tình hình dịch Covid nó xảy ra như thế này thì anh chị có thể là đầu tư những cái kênh mà có thể là sinh lời tốt và giúp cho anh chị có thể là có một cái nguồn lợi nhuận đảm bảo. Đấy.
Pepsi hay hơn Apple? À, vâng ạ, an iPhone thì Pepsi hay hơn Apple hay là Apple hay hơn Pepsi? Thì trong cái thị trường đầu tư á, thì chúng ta cũng không thể nói được điều gì đúng không ạ? Đấy, thì cái nào tốt thì chúng ta đi đầu tư thôi. Đấy, mình trong một tháng như thế thì bên DKJ thì luôn luôn là gửi tới cho các anh chị khoảng từ 3 đến 4 cái thương vụ, và anh chị có thể chọn ra 1 đến 2 cái thương vụ cổ phiếu để anh chị có thể đầu tư. Còn về forex hoặc hàng hóa thì anh chị có thể là hàng ngày anh chị có thể là lướt sóng. Đấy, theo chiến lược của chuyên gia mình, đúng không ạ? Đấy, thì mình có thể là lướt sóng để có thể kiếm gia tăng thêm cái nguồn lợi nhuận. Đấy, thì anh Nguyễn Tuấn Dũng có hỏi là lúc nào thì người ta sợ hả em? Dạ, lúc nào thì người ta sợ? Vâng, thì khi mà thị trường nó giảm đúng không ạ? Thì giống như là anh chị thấy đấy, cái thời điểm tuần vừa rồi á, thì cái cổ phiếu hoặc là thị trường về forex hàng hóa thì nó cũng đều giảm. Và khi mà giảm thì cả thị trường nó đều một cái màu đỏ đúng không ạ? Đấy, nến giảm mà. Đấy, thì nó giảm rất là mạnh thì khiến anh chị là sợ hãi. Và khi mà sợ hãi thì anh chị có thể là bán khống ra, bán cái cổ phiếu đó ra. Và khi mà bán ra thì anh chị có thể là một là thua lỗ, mà hai nữa thì anh chị sợ nó cháy tài khoản chẳng hạn là như thế. Thì anh chị sẽ dẫn đến là cái tâm lý giao dịch của nhà đầu tư ấy, thì nó sẽ không được tốt đó. Thì bên cạnh cái việc mà những nhà đầu tư sợ hãi đó, thì cũng sẽ có những cái nhà đầu tư họ sẽ tranh thủ cái cơ hội như thế, là họ sẽ nhảy vào để họ mua những cái cổ phiếu giá mà nó đang giảm đúng không ạ? Ví dụ như lựa chọn cổ phiếu của Apple, thì thời gian vừa rồi thì cổ phiếu của Apple nó cũng vừa chia tách cổ phiếu đúng không ạ? Thì trước đây á, thì cái cổ phiếu của Apple hồi tháng 7 ấy, thì Linh Thùy khuyến nghị nhà đầu tư ấy, thì mình mua vào cổ phiếu lúc đó này thì nó chỉ có là $360 thôi, $360 trên cổ phiếu thôi đó. Và sau khi mà anh chị được khuyến nghị, nhiều anh chị cũng chê là cổ phiếu nó cao đó. Nhiều anh chị nghĩ là thì thôi để đời nó giảm đã thì mình mới mua vào. Nhưng mà thực tế thì những cái mã cổ phiếu nó tăng trưởng tốt như Apple, Tesla thì anh chị thấy đó, một cái phiên mà nó có thể tăng trưởng từ 5 đến 10 giá đấy, và có thể là tăng đến 15 đến 20 giá là chuyện bình thường đúng không ạ? Đấy, đối với Tesla thì nó tăng vài chục giá là chuyện bình thường anh chị ạ. Đó, thì những cái mã cổ phiếu mà nó giảm thì nó chúng ta có thể là tranh thủ cái thời điểm đó thì chúng ta có thể là vào, mình mua vào. Thì hiện tại bây giờ thì có cổ phiếu của Coca-Cola sắp chi trả cổ tức này, nó cũng đang rất là tiềm năng luôn. Thì anh chị có thể mua vào anh chị ha, theo cái sự khuyến nghị của Linh Thùy. Và mã cổ phiếu của Apple, thì Apple thì cũng là một cái trong những cái tâm điểm đối với rất là nhiều anh chị. Thì Linh Thùy đã nói rồi mà, cái cổ phiếu nào mà khi mà mình đọc lên mà mình được nghe tới mà nó quen tai thì chắc chắn là anh chị sẽ yên tâm đúng không ạ? Coca-Cola có quen thuộc không ạ? Quá quen thuộc đúng không ạ? Đấy, cổ phiếu của Apple thì là một cái công ty mà sản xuất về cái gì? Đó, cái điện thoại này, rồi MacBook, iPhone, iPad này, iPod nữa, rất là nhiều. Đó, những cái sản phẩm mà mình đang dùng hiện tại, nhiều anh chị vẫn đang dùng hiện tại ạ. Thì anh chị biết đến thì anh chị có thể đầu tư vào. Và khi mà đầu tư vào thì anh chị nhìn thấy là cái mức độ tăng trưởng của cái cổ phiếu thì anh chị có thể là đầu tư vào thì nó vẫn ổn hơn đúng không ạ? Đấy, bây giờ mà Linh Thùy nói một mã cổ phiếu nào là hoắc, anh chị chưa bao giờ biết đến thì chắc chắn anh chị cần suy nghĩ đó, lượng lự và suy nghĩ đúng không ạ? Nhưng mà ngày hôm nay thì anh chị nghe đến những cái cổ phiếu mà nó đơn giản như thế này thì anh chị có thể là mình cho phép bản thân mình tìm hiểu thật kỹ và mình đầu tư để mình có thể là trong thời gian tới thì mình sẽ nhận một cái nguồn lợi nhuận tốt. Đó. Thời điểm nào để đầu tư đẹp? Thời điểm nào đẹp để đầu tư hả Thùy? Thì thời điểm thì vừa rồi em cũng đã nói rồi đó anh Phước. Thì đấy, đây là cái thời điểm đẹp nhất nè. Khi mà thị trường nó giảm và cái mức độ nó giảm quá sâu rồi thì mình có thể là vào mình mua vào. Đấy, mình cũng nhờ cái sự hỗ trợ của các chuyên gia thôi. Đó, nhận định thì mình mua vào ở điểm nào, cái thời điểm nào thì anh có thể là mình có thể cân mua vào thôi. Anh Phúc An là anh để đến ngày gần chia mua được không? Dạ, thì đến ngày mình chia cổ tức thì mình có thể mình vẫn mua được anh chị ha. Khi mà mình chờ đến ngày chia cổ tức á, thì nhiều anh chị nghĩ là chẳng có cái gì mà mình đầu tư sau một đêm mình đã có một cái nguồn lợi nhuận đó. Nhưng mà cái thị trường chứng khoán nó cũng rất là hay, đó là trước cái ngày mà chi trả cổ tức á, anh chị vẫn chưa sở hữu thì anh chị hãy sở hữu một cái số lượng cổ phiếu vào, và sau đó anh chị chờ
cái ngày chia trả cổ tức thì anh chị có thể là hưởng cái lợi nhuận từ việc chia trả cổ tức đấy. Thì hôm nay ví dụ như là ngày mai đi, ngày mai thì nó chia trả cổ tức đúng không ạ, thì tối nay anh chị có thể là vào phiên anh chị có thể mua cổ phiếu của Coca-Cola hoặc là cổ phiếu Apple, cổ phiếu nào mà ngày mai chia trả cổ tức là anh chị cứ mua cho Linh Thùy. Đấy, thì cũng giống như cổ phiếu của Coca-Cola là ngày 14 đúng không ạ, thì cái phiên ngày 13 thì anh chị có thể là vào mua cũng vẫn được nhá anh chị nhá. Thì mình sẽ hưởng lợi nhuận về chia trả cổ tức đúng không ạ. Đấy, nhưng mà tại sao mà Linh Thùy vẫn khuyên anh chị là nên đầu tư từ thời điểm này, tại vì ngày hôm nay mình mới là ngày mùng 7 thôi đúng không ạ, thì ngày 14 thì mình mới chia thì nó cũng còn cỡ khoảng là 5-6 phiên nữa, 4-5 phiên nữa đấy, thì anh chị có thể là nhận cổ tức. Thì khi mà đầu tư sớm thì anh chị có thể là có hai nguồn lợi nhuận anh chị ạ. Về đầu tư vào cổ phiếu thì nó rất là chi là hay, và Linh Thùy thấy là nếu như mà anh chị đầu tư vào cổ phiếu thì nó quá ổn luôn. Đó, thì mình có thể là nhận lợi nhuận từ cái giá trị tăng trưởng và đồng thời là nhận thêm giá trị từ cổ tức nữa, thì có phải là ok hơn không ạ? Đấy. Đấy, thì cũng nhiều anh chị cũng đặt ra những cái câu hỏi thì cũng rất là thiết thực đúng không ạ? Nhiều anh chị cũng băn khoăn, ví dụ như khi mà trong quá trình mình tìm hiểu á, thì anh chị cũng ngại, mình không có đặt ra cái câu hỏi hoặc là mình không dám hỏi cái bàn hỗ trợ tư vấn. Thì đây cũng là cái cơ hội để anh chị có thể là đặt ra cái câu hỏi. Thì anh chị nào còn câu hỏi thì mình vui lòng nhắn lên cái group chat thì Linh Thùy sẽ hỗ trợ cho anh chị ha. Đấy. Đấy, thì Linh Thùy sẽ mở thêm một số mã cổ phiếu này. Đây là ví dụ như cổ phiếu của Apple này. Để trở ra này. À, một số anh chị nhà đầu tư ấy, mình vẫn chưa biết xem được các cái thông tin ở đâu. À, thì đây là cái trang investing.com. Đây là một cái trang kênh thông tin, nó rất là minh bạch và nó được công khai ở trên cái trang này. Ví dụ như anh chị muốn tìm hiểu những cái mã chứng khoán nào hoặc những cái mã cổ phiếu nào thì anh chị có thể là tìm hiểu lên đây anh chị nhé. Đây này, thị trường về Forex này, hàng hóa, chỉ số, đấy, chứng khoán rất là nhiều. Anh chị có thể gọi lên đây. Đấy. Và anh chị có thể là tìm hiểu về thông tin. Đấy, ví dụ như bây giờ mình muốn tìm hiểu về một mã cổ phiếu đúng không ạ? Đây, ví dụ như Coca-Cola. Đấy, nhiều anh chị hỏi là làm sao để mình biết được là nó chia trả cổ tức. Đó, và nó có chắc chắn là như thế hay không? Thì đây anh chị có thể vào này. Công ty tập đoàn này, nó được ở đang trên sàn Nai này. Đó. Thì anh chị có thể vào những cái thông tin này mình tìm hiểu. Tại vì khi mà đã gọi là đi tìm hiểu để xác định đầu tư thì anh chị nên tìm hiểu kỹ anh chị ha. Thì mình có thể là vào cái phần cổ tức này. Đây này, nó có rất là nhiều thông tin anh chị này. Tỷ số dòng tiền này, đây, mình có thể là vào phần cổ tức. Đấy, lúc nãy là Linh Thùy cắt ra thôi. Đấy, anh chị thấy ha, vậy là cổ phiếu của Coca-Cola và ngày chi trả cổ tức này. Linh Thùy cho thêm. Đấy, thì ngày 14 tháng 9 năm 2020 anh chị nhá, cái cổ tức nó chia là 0,41 đô. Đấy, thì anh chị có thể là vào đây thì mình có thể là thấy rõ hơn. Đó. Đó, thì vừa rồi thì Linh Thùy cũng giới thiệu cho anh chị về mã cổ phiếu của Coca-Cola. Thì không biết là anh chị nào, có anh chị nào đặt những câu hỏi nào nữa không ạ? Để Linh Thùy hỗ trợ anh chị ạ. Apple từ đây đến ngày nó ra sản phẩm mới thì còn giảm không em? Dạ, thì Apple thì thời gian vừa rồi thì nó cũng đã giảm rất là sâu đúng không ạ? Sau cái quá trình mà chia tách ra, chia tách cổ phiếu rồi thì nó xuống còn 125 và nó tăng lên đến là 130 đô trên một cổ phiếu. Và trong mấy phiên trước thì nó cũng đã giảm và bây giờ nó chỉ còn đến là 120 đô thôi. Em Linh Thùy vào cái cổ phiếu của Apple cho anh chị xem này. Đây này, hiện tại giá của nó chỉ còn là 120 đô trên một cổ phiếu thôi. Thì nó rất là rẻ luôn. Đó, với cái đòn bẩy là 1/20 thì anh chị có thể là mình vào mình mua cái cổ phiếu đúng không ạ? Mua cổ phiếu của Apple để mua cái giá rẻ. Tại sao mà nhiều anh chị thấy không? Khi mà cổ phiếu của Apple nó 500 đô trên một cổ phiếu thì anh chị nhiều anh chị vẫn lao đầu vào, vẫn đầu tư. Tại vì biết là khi mà đầu tư thì họ vẫn thấy là cái lợi nhuận nó tốt đúng không ạ? Thì họ vẫn đầu tư vào. Đấy. Và khi mà chia tách ra thì đây là cái cơ hội để cho nhiều nhà đầu tư có thể là vào mình mua cái cổ phiếu này. Đó. Thì anh chị thấy là mình có nên mua không ạ? Chắc chắn là thời điểm này mình nên mua. Và mua là như thế nào và làm như thế nào để mua được cái cổ phiếu thì anh chị vui lòng liên hệ với các cái bàn bà vẫn bước đi được.
Sorry, lớp học nãy giờ cứ nhau nhau. Đấy, thì mình cũng nên là mình mua đi, mua cổ phiếu đi. Anh Bùi Duy Danh, tôi chưa hiểu rõ về hệ số đòn bẩy. Dạ, hệ số đòn bẩy á, thì ở đây á, thì tùy theo sàn anh Danh ha. Đòn bẩy thì anh chỉ thấy là có những cái mã cổ phiếu mà đòn bẩy là 1/50. Nhưng mà có những cái đòn bẩy, đây là Lê Thủy đang nói về cổ phiếu anh chị nhé. Đòn bẩy về cổ phiếu á, thì là 1/50. Thì tùy theo sàn và có cũng tùy theo từng cái sản phẩm nữa. Ví dụ như Apple, thời điểm này là Apple là đòn bẩy là 1/20 ạ. Và Coca-Cola cũng là 1/20. Thì đây là tùy theo công ty và sản phẩm và sàn người ta quy định là cái đòn bẩy là bao nhiêu. Đấy. Và ví dụ như là Forex thì là 1/400. Còn hàng hóa ví dụ như vàng, dầu thì là 1/100. Thì anh chỉ có thể là tham gia để mình đòn bẩy. Đấy, anh chỉ có thể là dùng đòn bẩy để mình giao dịch. Rồi ạ. Thì hôm nay thì thị trường chứng khoán Mỹ thì đóng cửa anh chị ha. Đó là Liên Thùy cũng cập nhật được cái thông tin Liên Thùy báo cho anh chị như thế. Thì thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa. Thì vừa rồi thì Liên Thùy cũng chia sẻ với anh chị là cái cổ phiếu của Coca-Cola. Thì không biết là anh chị nào muốn hỏi gì về cái mã cổ phiếu Coca-Cola không ạ? Anh chị có thể nhắn lên cái group chat nhé, để Liên Thùy sẽ hỗ trợ cho anh chị ạ. Vâng, thì hôm nay thì cũng Liên Thùy cũng đã hỗ trợ cho anh chị tìm hiểu về cái cổ phiếu của Coca-Cola rồi, và hướng dẫn cho anh chị để làm sao để mình có thể tham gia và làm sao để mình có thể mua được cái cổ phiếu của Coca-Cola. Thì anh chị cũng nên là nhân tay tranh thủ trong cái thời gian này khi mà giá cổ phiếu nó đang còn rẻ, thì mình có thể là mình vào mình mua cổ phiếu lại, mua cổ phiếu vào và mình chờ đến cái ngày chia trả cổ tức và nhiều tăng trưởng thì mình sẽ hưởng được hai cái nguồn lợi nhuận anh chị ha. Còn anh chị nào thích cái cổ mạnh, những mã cổ phiếu mà tăng trưởng mạnh á, thì ví dụ như là cổ phiếu về ngành công nghệ này như Apple, Tesla, thì giai đoạn này thì các cái mã cổ phiếu đó anh chị có thể là đầu tư được mà, đúng không ạ? Đấy, anh chị có thể là đầu tư vào những mã cổ phiếu tăng trưởng. Đấy, thì hôm nay thì Liên Thùy cũng chia sẻ sơ về cái thương vụ này, thì không biết là anh chị nào còn câu hỏi nào nữa không thì Liên Thùy để Liên Thùy giải đáp. Nếu như không thì mình sẽ kết thúc cái lớp học ngày hôm nay. Nếu như mà anh chị nào có câu hỏi hoặc là muốn tư vấn thêm về cái lĩnh vực đầu tư, ví dụ như là forex này, hàng hóa này, hoặc là cổ phiếu, thì anh chị có thể là liên hệ với Liên Thùy qua cái số điện thoại là 0817998196 để được hỗ trợ. Đây là Zalo của Liên Thùy luôn nhé. Vâng, anh Phúc An, Phúc Anh. Đấy, thì cũng là đầu tuần, thì kính chúc các anh chị nhà đầu tư thì một tuần mới thì chúng ta lại có nhiều cái thông tin, những cái kiến thức bổ ích cho chính bản thân mình, và đồng thời là cũng đừng quên đưa ra những cái quyết định đúng đắn trong cái thời điểm. Tại vì người ta nói là đầu tư có vốn, nhưng mà chúng ta không có xác định được cái thời điểm mình vào đầu tư tốt thì nó cũng bằng không. Và nếu như mà chúng ta có vốn mà chúng ta chọn đúng cái thời điểm để chúng ta đầu tư, thì chúng ta cũng sẽ là vào để mà mình có thể là tham gia, đúng không ạ? Mình đầu tư sớm để có một cái nguồn lợi nhuận tốt. Thì ngày hôm nay thì Liên Thùy cũng cảm ơn tất cả các anh chị nhà đầu tư đã tham gia lớp học của Liên Thùy.
và hẹn gặp lại các anh chị trong những cái buổi học lần sau ạ. Vâng ạ. Chào các anh chị ạ.